cái module đầu tiên, đây là cái điều mà Bảo hầu như Bảo luôn dạy cho nhân sự của mình, rằng là từ trong việc bán hàng, từ trong việc kinh doanh đến việc ứng nhân xử thế, cho đến bất cứ việc gì mà các bạn làm, mà khi các bạn còn sống, còn thở, đều phải làm. Đó là các bạn phải dùng cái đầu. Chúng ta phải luôn luôn tư duy trước, trước khi làm. Đấy. Vì trong cuộc sống này, chiếm đến 80% thành công là đến từ tư duy đúng. Tư duy đúng anh chị em nhé. Đấy. Tại sao lại điều này ạ? Có bao giờ anh chị em nghe ai nói, nghe ai đó nói mà chúng ta làm theo họ, cuối cùng là kết quả nó không ra gì phải không anh chị em? Và anh chị em đã bao giờ gặp một cái chuyện gì đấy mà chúng ta nghi nghi rằng cái điều đấy là đúng, và cuối cùng nghe ai đấy nói, ai đấy xúi, và chúng ta làm theo họ mà chúng ta không làm theo cái suy nghĩ của mình, và cuối cùng kết quả nó không được như mong muốn, đúng không ạ? Nếu mà có hay comment giúp Bảo là chỉ có nha. Và 10% đến từ 10% đến từ chiến lược, chiến lược đúng. Tí nữa Bảo sẽ phân tích cho anh chị em tại sao khai trương Bảo lại có thể có một cái doanh số lớn như vậy. 10% còn lại, 10% còn lại, 10% còn lại đó là chúng ta có hành động đúng, hành động đúng, hành động đúng anh chị em nhé. À, 10% còn lại đó là hành động đúng. Vậy thì trước khi bắt đầu Bảo chia sẻ anh chị em thế này, trước khi Bảo muốn phát triển công việc kinh doanh của mình ở một cái địa bàn mới mà hầu như mình không biết ở đó như thế nào, và cũng không biết là phong tục tập quán họ như thế nào, và cũng không biết là gì về đấy, tức là mình chưa bao giờ bước chân đến cái khu vực đấy luôn. Đấy. Vậy thì đầu tiên tư duy đúng của mình là gì? Là mình phải đi nghiên cứu insight khách hàng, mình phải nghiên cứu về chân dung khách hàng, mình phải nghiên cứu đối thủ xung quanh, và mình phải nghiên cứu cái nhân khẩu học, cái hành vi, cái sở thích, cái mong muốn của khách hàng ở đấy như thế nào. Đúng không anh chị em? Và sau khi mình có cái tư duy là gì? Mình phải nghiên cứu, thay vì mình tìm một cái mặt bằng đẹp và sau đấy mình dựng lên mình mở, và mình không biết dân ở đấy như thế nào, họ như thế nào, và họ sinh sống sao, họ có thói quen gì, sở thích gì, chúng ta không biết, đúng không? Và sau đấy khi mình đã có được cái thông tin của khách hàng rồi, mình đã tìm hiểu rồi, thì chiến lược của mình là gì? Là đi phân tích, là ra trực tiếp tại thị trường, là đi hỏi từng người, đúng không? Ở đấy thì chia ra hai phân khúc, một phân khúc là siêu giàu, một phân khúc là bình thường. Vậy thì mỗi phân khúc mình đi hỏi 50 người, đi hỏi 50 người và đặt ra một bộ câu hỏi từ trên xuống dưới, có một cái checklist bộ câu hỏi, và cho nhân sự của mình đi khảo sát thị trường để làm sao để phân tích thị trường đó như thế nào, có đúng như mình dự đoán hay không. Và đó là gì? Mình chiến lược là gì? Đi phân tích thị trường. Và cái hành động đúng cuối cùng là nhập hàng và thiết kế lại làm sao cho nó đúng với cái mô hình ở đây là xong. Đúng anh chị em? Vậy thì đây là cái điều mà anh chị em hãy đóng khung nó vào, và làm bất cứ việc gì chúng ta cũng phải vận dụng cái điều này. Là ví dụ như chúng ta muốn gia tăng doanh số, đúng anh chị em? Chúng ta muốn gia tăng doanh số, chúng ta muốn gia tăng lợi nhuận cho cửa hàng, thì đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy đúng, đó là gì? Là chúng ta phải bán được nhiều hàng. Đúng không anh chị em? Nhưng mà bán nhiều hàng có đủ chưa ạ? Bán nhiều hàng thì dẫn đến là có thể lừa đảo này, có thể là thế này thế kia. Nhưng mà tư duy đúng ở đây là chúng ta hãy giúp đỡ khách hàng. Hãy đào tạo cho nhân sự của mình là giúp đỡ khách hàng. Hãy chăm, đừng chăm là khách hàng vào là bán. Khách hàng bảo đau đầu quá, bán cho cô liều thuốc viêm xoang, thế là cái chăm cầm hộp thuốc viêm xoang ra tư vấn. Hoặc là khách hàng bảo rằng là con chị dạo này nó hay quấy lắm, nó không cho chị ngủ được, thế là cầm hộp ăn ngủ ngon ra tư vấn, cầm hộp canxi ra tư vấn. Đó là tư duy, đó là tư duy gì ạ? Đó là tư duy săn bắn. Còn chúng ta phải đổi lại tư duy, đó là tư duy giúp đỡ khách hàng. Và hãy đào tạo cho nhân sự của mình rằng là các bạn phải giúp đỡ khách hàng thì khách hàng họ mới mua hàng của chúng ta. Còn nếu như chúng ta không giúp đỡ khách hàng họ hết bệnh, không giúp cho họ hiểu được họ đang gặp vấn đề gì, mà chúng ta đưa sản phẩm, chúng ta tư vấn, chúng ta nói rất nhiều, và cuối cùng là chúng ta vẫn không bán được hàng. Nếu như bán thì bán không được cao, đúng không anh chị em? Và sau khi chúng ta đã có tư duy đúng rồi thì chúng ta mới có chiến lược là gì? À, đi học bán hàng. Anh chị em ở đây hãy
trả lời giúp Bảo câu hỏi này, anh chị em đã thấy ai? Họ không học về bán hàng nhưng họ bán rất nhiều hàng và rất nhiều và rất được rất nhiều khách hàng yêu quý, đúng không ạ? Mà nếu nói họ là họ không biết bán hàng, họ bảo họ không biết bán hàng và họ chưa từng đi học lớp bán hàng nào. Họ bán hàng bằng sự chân thành, có rất nhiều người và thậm chí những người này hầu như thường có tuổi một tí. Họ có tuổi một tí và họ đã ở trong nghề lâu năm, họ dùng cái tâm của họ để họ bán hàng và rất nhiều người đã yêu quý họ, đã mua quay lại mua hàng của họ. Và hỏi họ họ có học bán hàng ở đâu không, họ bảo họ chưa từng học bán hàng. Họ cứ bảo là gì? Cứ dùng tâm mà bán, cứ dùng uy tín mà bán, cứ bán hàng tốt nhất, tức là những cái họ nói những cái tính từ nó chung chung, họ sẽ không định nghĩa được như thế nào là bán hàng. Nhưng bản thân họ bán hàng rất tốt. Vì sao ạ? Vì khi đi học bán hàng, chúng ta đang ngồi ở đây, chúng ta chỉ đang có 10% thôi. Tức là học bán hàng, học sale, đây là một chiến lược, nó chỉ đáp ứng cho chúng ta 10% thành công thôi. Nên tại sao có nhiều người học bán hàng về không làm được? Tại sao có người học về làm rất thành công? Vì họ có tư duy đúng.